Vị trí đầu tiên vẫn là Trung Quốc với dân số 1.439.323.776 người, chiếm 18% tổng số dân trên toàn thế giới. Cuối năm 1979, Trung Quốc từng thực hiện các chính sách chống lại sự gia tăng dân số, bao gồm chính sách một con. Tuy nhiên, chính sách này được nới lỏng từ năm 2015, được giới hạn thành 2 con, rồi 3 con, và được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2021. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã triển khai các biện pháp khuyến khích người dân sinh nhiều con trở lại, như áp dụng chế độ nghỉ thai sản và mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em, v.v. Nhưng các biện pháp này được đánh giá là sẽ không cải thiện lại được bởi chi phí và nhà ở, chi phí học hành quá cao. Trước tình trạng dân số có xu hướng giảm, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các vấn đề về nhân khẩu học, đó là già hóa dân số và thiếu hụt lực lượng lao động, và còn phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng giới tính. Sự mất cân bằng này còn đáng báo động hơn ở khu vực nông thôn, đồng thời gây ra hàng loạt các vấn đề xã hội hiện tại ở Trung Quốc. Nhiều người đàn ông không thể tìm được vợ. Trong thời gian 2021 đến năm 2022, dân số Trung Quốc đã giảm đi 850.000 người, một mức sụt giảm lịch sử đối với quốc gia có dân số đến 1,4 tỷ dân. Tỷ lệ sinh sản cũng xuống đến mức thấp nhất lịch sử. Đây là lần đầu tiên dân số Trung Quốc sụt giảm như vậy từ hơn 6 thập niên qua. Hiện nay, quốc gia Đông Á này vẫn là quốc gia đông dân số nhất trên thế giới, nhưng tương lai, Trung Quốc sẽ sớm bị Ấn Độ vượt mặt. Đứng vị trí thứ hai đó là Ấn Độ. Dân số Ấn Độ hiện nay là 1.380.004.385 người. Tuy là quốc gia có dân số đông thứ hai trên thế giới chỉ sau mỗi Trung Quốc, tuy nhiên, theo dự kiến trong vòng 6 tháng tới, Ấn Độ sẽ vượt mặt Trung Quốc để chiếm giữ vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng. Dân số của Ấn Độ đang ngày một tăng vì tỷ lệ sinh của nước này vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục. Nhưng khi dân số tăng quá nhanh, chính phủ Ấn Độ cũng phải đau đầu tìm cách giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan như giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Các thành phố lớn ở Ấn Độ, các cơ sở hạ tầng, nhà ở, nước sinh hoạt cũng như hệ thống giao thông không thể nào phát triển theo kịp. Riêng ở Mumbai, 40% người dân phải sống trong các khu ổ chuột. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Ấn Độ là 23%, chỉ 1/4 sinh viên tốt nghiệp là có được việc làm, và chỉ có 25% phụ nữ Ấn Độ được tham gia vào lực lượng lao động. Hiện nay, phần lớn dân số Ấn Độ chủ yếu tập trung vào vùng nông thôn và chỉ có 33% dân số sống ở các thành phố. Vị trí thứ ba chính là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới. Hoa Kỳ là một trong những nước có nền kinh tế phát triển mạnh. Đồng hành với sự phát triển này là nguồn nhân lực vô cùng dồi dào và ổn định. Dân số Hoa Kỳ hiện nay là 331.002.651 người, chiếm 4,2% dân số trên thế giới. 80% dân số sống ở thành thị và chỉ có 20% sống ở nông thôn. Như vậy, Hoa Kỳ đang kiểm soát tình hình sinh và di cư rất ổn định, cho thấy tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế và xã hội càng thêm vững mạnh. Vị trí thứ tư thuộc về một quốc gia Đông Nam Á, đó là Indonesia. Với dân số hiện nay là 273.523.615 người, chiếm 3,5% dân số trên toàn cầu và chiếm hơn 40% dân số trên toàn Đông Nam Á. Trong khi các nước trên khắp thế giới tìm mọi cách để thúc đẩy tăng trưởng dân số, trao thưởng cho những ai sinh em bé, thì Indonesia làm điều ngược lại. Họ khuyến khích người dân kết hôn muộn hơn, thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình, kêu gọi các biện pháp áp dụng tránh thai để nhằm giảm tỷ lệ sinh. Được biết, quốc gia này hàng năm đón nhận khoảng 4,8 triệu trẻ sơ sinh, cho nên lo ngại của Indonesia là sẽ bùng nổ dân số, đồng nghĩa với cơ hội việc làm ngày càng ít hơn, và họ cho rằng đó là một gánh nặng cho các dịch vụ công. Vị trí thứ 5, Pakistan. Dân số hiện tại của Pakistan là 220.892.340 người,
Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, dân số Pakistan hiện nay chiếm 2,9% dân số trên toàn thế giới. Đất nước Pakistan sau một thời gian dài hứng chịu khủng bố và các cuộc chiến tranh. Giờ đây, quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với tốc độ gia tăng dân số không thể kiểm soát. Vấn đề dân số đang đè nặng lên một loạt các dịch vụ công ở quốc gia này, đặc biệt là giáo dục. Trong suốt nhiều năm liền, các cơ sở y tế của họ luôn chật chội và càng nhiều người nghèo xuất hiện trên lãnh thổ nước này. Các nguyên nhân chủ yếu của sự bùng nổ dân số ở Pakistan bao gồm các điều luật trong tôn giáo, sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền địa phương và sự phớt lờ của người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Đây không phải là một công việc dễ dàng bởi hầu hết ở đây là người Hồi giáo và phần lớn được hưởng rất ít về giáo dục và văn hóa. Một số người còn được dạy từ bé rằng Chúa Trời muốn họ phải sinh thật nhiều con. Nhiều phụ nữ còn bị chồng ép sinh con dù gia đình không đủ tiền để duy trì cuộc sống thường nhật. Tiếp theo là danh sách 15 nước có số dân đông nhất trên thế giới.